bảy tư phẩm vô tướng bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật thế tôn nếu tất cả pháp đều dùng vô tánh làm tự tánh thì vì thấy những nghĩa gì mà các đại bồ tát muốn làm lợi ích an lạc hữu tình cầu hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Phật bảo thiện hiện do tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh nên các đại bồ tát muốn làm lợi ích an lạc hữu tình vì sao vì các loài hữu tình có đủ đoạn kiến thường kiến trụ nơi có sở đắc khó có thể điều phục ngu si điên đảo khó có thể giải thoát thiện hiện nên biết người chủ nơi có sở đắc do tưởng có sở đắc nên không chứng đắc không hiện quán cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cụ thọ thiện hiện lại bạch phật nếu người có sở đắc không chứng đắc không hiện quán cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì người không có sở đắc có chứng đắc có hiện quán và có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không phật bảo thiện hiện nếu không có sở đắc thì tức là chứng đắc, tức là hiện quán tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao vì nó không phá hoại pháp giới tướng? Thiện hiện nên biết nếu có người ở trong pháp vô sở đắc này muốn có sở đắc, muốn được hiện quán, muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì nên biết người ấy muốn phá hoại pháp giới. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu người có sở đắc không chứng đắc, không hiện quán cũng không có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, còn không sở đắc thì tức là chứng đắc, tức là hiện quán, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thì ở trong vô sở đắc không có chứng đắc, không hiện quán, không có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì các đại bồ tát làm sao có được sơ địa cho đến thập địa? làm sao có được vô sanh pháp nhẫn, làm sao có được quả báo thần thông, làm sao có được quả báo của bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, làm sao an trụ vào quả báo của sanh pháp thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật, cúng dường các phẩm vật vi diệu cho các đức Phật, đạt được căn lành cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà quả báo vẫn chưa hết, lần lượt cho đến sau khi nhập niết bàn xá lợi của Phật và các đệ tử vẫn được cung kính cúng dường mọi thứ. Như vậy thế lực thiện căn mới cùng tận. Phật bảo thiện hiện, do tất cả pháp vô sở đắc nên các đại Bồ Tát có được sơ địa cho đến thập địa chính vì lẽ ấy nên có được vô sanh pháp nhẫn, chính vì lẽ ấy nên có được quả báo của thần thông, chính vì lẽ ấy nên có được quả báo của việc bố thí Ba La mật đa cho đến bát nhã Ba La mật đa, chính vì lẽ ấy nên được an trụ vào quả báo của sanh pháp thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật cung kính cúng dường, các phẩm Phật vi diệu cho các vị Phật, thu được căn lành cho đến khi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà quả báo vẫn chưa hết lần lượt cho đến sau khi nhập niết bàn xá lợi của phật và các đệ tử vẫn được cung kính cúng dường như vậy thế lực thiện căn mới cùng tận cụ thọ thiện hiện lại bạch phật nếu tất cả pháp đều vô sở đắc thì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông có gì sai khác phật bảo thiện hiện pháp vô sở đắc là sáu ba la mật đa như bố thí và các thần thông đều không khác nhau, nhưng vì muốn giúp cho người có sở đắc kia đều bỏ các sự đắm nhiễm, ta mới phương tiện rằng nói sáu ba la mật đa như bố thí và các thần thông có tướng sai khác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì lý do gì mà người không có sở đắc nói sáu pháp ba la mật đa như bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và các thần thông không có sai khác. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát không trụ vào việc bố thí, không trụ vào người thí, không trụ vào người nhận, không trụ vào nơi thí, không trụ vào quả báo của việc bố thí để thực hành bố thí, không trụ vào tịnh giới mà hộ trì tịnh giới, không trụ vào an nhẫn mà tu an nhẫn không trụ vào tinh tấn mà siêng năng tinh tấn không trụ vào tịnh lự mà nhập vào tịnh lự không trụ vào bát nhã mà phát sanh bát nhã không trụ vào thần thông mà phát sanh thần thông không trụ vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mà tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không trụ vào ba pháp môn giải thoát mà tu ba pháp môn giải thoát không trụ vào bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc mà tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc không trụ vào tám giải thoát cho đến mười biến xứ, mà tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ; không trụ bồ tát địa, mà tu bồ tát địa; không trụ pháp môn Đà La Ni pháp môn Tam Ma địa, mà tu pháp môn Đà La Ni pháp môn Tam Ma địa không trụ năm loại mắt sáu phép thần thông mà tu năm loại mắt sáu phép thần thông không trụ mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng mà tu mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng không trụ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không trụ trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không trụ vào hữu tình mà thành thục hữu tình không trụ vào cõi phật mà trang nghiêm cõi phật không trụ vào tất cả pháp phật mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề này thiện hiện các đại bồ tát phải thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sở đắc đại bồ tát nào có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sở đắc thì tất cả ác ma và quyến thuộc của ác ma đều không thể phá hoại. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát phải nhất tâm hiện khởi. Làm sao để có thể hộ trì sáu ba la mật đa, cũng có thể hộ trì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể hộ trì ba mươi bảy pháp bồ đề phần, cũng có thể hộ trì ba pháp môn giải thoát, cũng có thể hộ trì tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng có thể hộ trì tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma Điện, cũng có thể hộ trì năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể hộ trì 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể hộ trì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể hộ trì. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng có thể hộ trì 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật. Phật bảo thiện hiện, Đức Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu pháp tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì thì mới được viên mãn như vậy cho đến pháp tu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì thì mới được viên mãn như vậy thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát nhất tâm hiện khởi thì có thể hộ trì sáu ba la mật đa như vậy cho đến cũng có thể hộ trì ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ cụ thọ thiện hiện bạch Bạch Thế Tôn, vì sao lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát có làm việc gì đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì cho nên nhất tâm hiện khỏi, liền có thể hộ trì sáu ba la mật đa cho đến 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Phật bảo thiện hiện, lúc Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Pháp tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì, nên xa lìa hai tường. Như vậy cho đến Pháp tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Bậc Đại sĩ cũng được bát nhã ba la mật đa hộ trì, nên xa lìa hai tường cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát tuy thực hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa mà không có hai tưởng, như vậy cho đến tu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà không có hai tưởng, Phật bảo thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa Vì muốn viên mãn bồ thí ba la mật đa Nên ở trong bồ thí ba la mật đa Các đại bồ tát hộ trì tất cả ba la mật đa Cho đến 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ Để thực hành bồ thí Và nhờ đó nên không có hai tưởng như vậy cho đến vì muốn viên mãn 80 vẻ đẹp nên ở trong 80 vẻ đẹp, họ hộ trì tất cả ba la mật đa cho đến 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ để tu 80 vẻ đẹp và do đó mà không có hai tưởng lại nữa thiện hiện do các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên nếu thực hành bố thí ba la mật đa thì trụ tâm vô lậu mà thực hành bố thí ba la mật đa nếu thực hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thì trụ ở tâm vô lậu mà thực hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, do đó tuy thực hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa nhưng không có hai tưởng. Như vậy cho đến nếu tu 32 tướng của bậc đại sĩ thì trụ vào tâm vô lậu mà tu 32 tướng của bậc đại sĩ, nếu tu 80 vẻ đẹp thì trụ vào tâm vô lậu mà tu 80 vẻ đẹp. Vì vậy, tuy tu 32 tướng của bậc đại sĩ và 80 vẻ đẹp nhưng vị ấy không có hai tưởng cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Nếu thực hành ba la mật đa thì trụ ở tâm vô lậu mà thực hành bố thí ba la mật đa. Như vậy cho đến nếu tu 80 vẻ đẹp thì trụ vào tâm vô lậu mà tu 80 vẻ đẹp. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào dùng tâm địa tướng không thấy ác tướng để thực hành bố thí ba la mật đa có nghĩa là không thấy ai có thể thực hành bố bố thí bố thí vật gì và cho ai ai nhận vật thí này vì sao thực hành bố thí vị ấy trụ vào tâm vô lậu ly tướng lìa tham ái lìa bòn sẻn mà thực hành bố thí ba la mật đa khi đó vị ấy không thấy được thực hành bố thí cũng không thấy tâm vô lậu này cho đến không thấy tất cả phật pháp Đại Bồ Tát này trụ vào tâm vô lậu mà thực hành bố thí ba la mật đa. Như vậy cho đến lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào dùng tâm lìa tướng không thấy các tướng mà tu tám mươi vẻ đẹp. Nghĩa là không thấy ai là người tu tám mươi vẻ đẹp, Tu 80 vẻ đẹp với ai, vì việc gì mà tu 80 vẻ đẹp, làm sao để tu 80 vẻ đẹp? Khi vị ấy trụ vào tâm vô lậu địa tướng này, không nhiễm không đắm để tu 80 vẻ đẹp, thì không thấy chỗ tu 80 vẻ đẹp cũng không thấy tâm vô lậu này cho đến không thấy tất cả phật pháp. Như vậy đại bồ tát này trụ vào tâm vô lậu để thực hành 80 vẻ đẹp cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp vô tướng vô tác, đại Bồ Tát làm sao có thể viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, như vậy cho đến làm sao có thể viên mãn 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát có thể dùng tâm vô lậu địa tướng để thực hành bố thí, tùy theo nhu cầu của các hữu tình, vị ấy đều bố thí đầy đủ. Nếu có người cần đầu, mắt, tủy, não, da, thịt, tay, chân, gân, xương, thân mạng vị ấy cũng đều bố thí. Nếu có người cần quốc thành, vợ con, thân thuộc yêu quý của mình và các loại đồ vật trang sức thì vị ấy cũng đều bố thí cho. Lúc bố thí như vậy, giả sử có người đến trước mặt của mắng, than ôi đại sĩ thực hành việc bố thí vô ích này làm gì? Người bố thí như vậy sẽ gặp các khổ não vào đời này và đời sau. Nhờ thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên tuy nghe lời ấy nhưng đại bồ tát này không bị thối lui, mà chỉ nghĩ, tuy người kia đến quả mắng ta nhưng ta không nên buồn giàu hối hận. Ta phải dũng mãnh bố thí cho các hữu tình những vật họ cần dùng không chút mỏi mệt. Đại bồ tát này đem công đức của việc bố thí đó cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lúc bố thí và hồi hướng họ không thấy tướng ấy, nghĩa là không thấy ai có thể bố thí, nơi thí, vật thí, ai nhận bố thí, lý do bố thí, cũng không thấy ai hồi hướng, sao phải hồi hướng, hồi hướng thế nào, hồi hướng nơi nào, đối với tất cả các vật và việc như vậy họ đều không thấy vì sao các pháp như vậy đều do nội không nên rỗng không như vậy cho đến do tự tướng không nên rỗng không sau khi đã quan sát tất cả các pháp đều rỗng không rồi đại bồ tát này lại nghĩ ai có thể hồi hướng hồi hướng vật gì lý do hồi hướng hồi hướng nơi nào các pháp như vậy đều bất khả đắc do đại bồ tát này quá như vậy và niệm như vậy nên việc hồi hướng đó gọi là hồi hướng trọn vẹn. Nhờ đó họ lại có thể thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật, cũng có thể viên mãn bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa, như vậy cho đến cũng có thể viên mãn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Tuy có thể viên mãn bố thí Ba la mật đa như vậy, nhưng đại Bồ Tát này không nắm giữ quả báo của bố thí tuy không cần nhận lấy quả dị thục của bố thí nhưng nhờ bố thí ba la mật đa hoàn toàn thanh tịnh nên vị ấy có thể có đầy đủ mọi đồ vật theo ý muốn giống như mọi thứ cần dùng của chư thiên trời tha hóa tự tại đều hiện ra theo ý cũng vậy các vật mà Đại Bồ Tát này cần dùng đều đầy đủ theo ý. Họ có thể đem các phẩm vật vi diệu để cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Cũng có thể làm cho trời người A Tu La có đầy đủ các thứ cần dùng. Nhờ việc bố thí Ba La Mật Đa vị ấy thu nhiếp các hữu tình, dùng phương tiện thiện, thiện xảo bằng pháp ba thừa để an lập họ, giúp họ đều được lợi ích. Như vậy thiện hiện, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhờ năng lực của tâm vô lậu xa lìa các tướng, đại Bồ Tát này có thể ở trong pháp vô tướng vô tác làm viên mãn bổ thí Ba La Mật Đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác. Hết quyển thứ 466.